bốn mét rưỡi này, 4,7 m. Lại tô móng cái này nha anh em ơi, mình mở đi mình để ít đến bông bùa thôi, đọc nhiều đây trước đi nha. Nói chung là nó với nhau thảo mình đập nó lên dòng 10 hay dòng 2 để đánh nó mới thấm được, chứ bây giờ mà đập kiểu này đánh đúng kiểu gì nào. Hoàn hảo, chụp két kìa, hoàn hảo nào, rồi kỹ năng phải đái tập tỷ lệ này kìa, rồi một win này, lại kỹ năng nhục thế, rồi cấp độ, rồi cấp độ tiếp kìa, rồi sóc két được đúng một win anh em ơi, và ai đái thật một win này đập vào cái này luôn đi. Hello, xin chào anh em nha. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về game 169 nha anh em ơi. Thì bên này nó đã vận được 10 ngày rồi. Thì sáng giờ nó mới mở tính năng xoay win với lại mở mốc mới cho nên mình làm đồ thì cũng làm được cái win rồi và chuyển qua giờ ép rồi. Thì mình đang đắn đo sáng giờ là tại cái bộ tinh pen của mình. Nó là Omega. Cái gì tiếng gì trời, đó là Omega và mình chơi con RF thì mình chơi alpha, mà alpha thì mình mới đập được cái một cái pen thôi. Thì đồ này thì mình đang tính làm từ đồ cấp 6 luôn, thì bây giờ kiếm đồ cấp 5 để cộng hưởng thì nó cũng không có nhiều và nó cũng tốn, cho nên bây giờ mình sẽ làm trước một cái vũ khí nha anh em ơi. Thì hiện tại là mình đồ này nó là đồ trong shop, đập vào thì nó tốn, còn nếu hên thì nó vẫn còn đỡ. Thì hiện tại thì mình đang có 4 pin hoàn hảo, 6 pin may mắn. Thì bây giờ mình sẽ làm cặp vũ khí trước nha, hy vọng là may mắn. Đây rồi, thì bây giờ mình sẽ lôi bộ này ra để mình đập trước, đi cái chỗ nào bán này. Giờ này giờ 3 giờ 10 rồi. Đây. Có nghĩa là mình đập may mắn xào xong mình đập mình mới đập hoàn hảo nhỉ. Rồi. Lúc nào? Xịt kìa. Vãi đái hỏng rồi. Rồi, như cái này là lên được thì đập cái này trước nha anh em ơi. Vãi đái xịt mất cái kìa. Xịt cái nhưng mà hy vọng đập hoàn hảo và nó sẽ hên nha. Đây. Hy vọng đập hoàn hảo mà sẽ hên nha anh em ơi. Tự nhiên mất thêm mất vì may mắn. Rồi. Hình như xịt rồi sao ấy. Vai thật ổn rồi anh em ơi. Không ổn anh em ơi, xịt mất hai viên. Ui đập hoàn hảo xịt ghê quá. Thì cho thanh vắng thanh tịnh đập đi anh em ơi. Xịt kiểu này chết. Rồi lên rồi này, màu này là lên rồi này. Nhưng mà không biết dòng gì, dòng 10% hay 2% cũng được. Vãi dòng gen. À cái dòng HP nhục thật. Thêm phát nữa nào. Ra dòng 10% 2% dùng nha. Ngốn vào cái ngọn cờ nào vào cái bút này hết này anh em ơi. Lấy xịt luôn kìa. Thua rồi anh em ơi. Thêm phát nữa nếu mà xịt nữa lại luôn đấy. Ba phát xịt cả ba, nhục thật. Ô rồi cái tỷ lệ kìa. Không chơi được anh em ơi. Phải tỷ lệ này chết người đấy. Vai đập phát tạch phát lên rồi có đứa còn bao nhiêu cái này nào. Để mình mở hết xem được pin hoàn hảo nào không nha. Ô thua. Hoàn hảo giờ đang mắc mình được đập kiểu này xịt thì chết người. Được, đúng một dòng củi.
con háo này, một viên thần, hai viên, một viên cấp độ, một viên may mắn, cho một viên kỹ năng, một viên kỹ năng với đái thật, hai tính năng không được viên hoàn hảo là luôn. Rồi thua luôn, bóc kết luôn, thua luôn rồi. Đó người nha mày, đặt cái viên này vào tôi xem nó lên được không, lại phải hit máu nhân đạo tiếp rồi. Lúc rồi, lên lúc rồi. Để tôi coi ra coi là mấy mét đây nha mày, đổ nợ với cái này rồi. Đập bên này thì xem lên được không, nhưng mà thôi để từ từ đó, để mình ra mình làm ít bạc của nó đi, còn đâu 4,5 mét. Đúng đổ nợ đấy, nó xịt quá kinh khủng. Đây 4,5 mét này, 4,7 mét. Lại tô máu cái này nha anh em ơi, mình mở đi, mình để ít đến mua bùa thôi, đọc nhiều đây trước đi nha. Nói chung là nó với nhau hảo, mình đập cho nó lên dòng 10 hay dòng 2 để đánh nó mới thấm được, chứ bây giờ mà đập kiểu này đánh đúng kiểu gì nào. Hoàn hảo, tục két kìa, hoàn hảo nào, đổ kỹ năng vãi đái thật, tỷ lệ này kìa. Rồi một win này, lại kỹ năng nhục thế. Rồi cấp độ, rồi cấp độ tiếp kìa, rồi sóc két được đúng một win anh em ơi, và ai đai thật, một win này đập vào win này luôn đi, xịt luôn kìa, vãi đai đi bà nó nói chứ. Thua rồi, thua toàn tập anh em ơi. Rồi tỷ lệ như cái quần què này thì đập cái kiểu gì, lốt cán hết đi, xịt luôn hộ cái đi, quái thật, đúng ác hơn cá thác lác anh em. Lên tắc can lên đi, mở tắc can một đi, cho nó lấy excellent, nó tiếp tục tính ẩn cũng được mà. Rồi rồi một win này, rồi toàn tính năng với kỹ năng thôi. Rồi hai win này, rồi rồi và ai đây thật, ném xuống vực luôn nè, tốc độ kìa, à thần chứ. Rồi được hai ba viên, ba viên rồi, giờ đọc thêm cái này phát lên có tài trong nào, tài rồi lên hoàn hảo này, tỷ lệ sát thương hoàn hảo này, hai cái giống nhau luôn, nhục chưa, một cái mana một cái về đánh nhau khỏi mất máu khỏi mất mana luôn, lại luôn đấy. Thua rồi, đi chỗ nào mà đập được ra đây. Rồi còn hai vút thì cho hai cái nữa, tôi xem cho tạch không, tạch nó đi, tạch nó đi, tạch được thì tạch hết đi coi nào. Lúc rồi, dòng 10% này, lúc xịt tít nhục cái đái thật, thôi không chơi được hoạt động hoàn hảo này anh em ơi. Khó chịu nhờ, một cái này phải mở thì ra một cùi mà đập thì tạch, tỷ
tỷ lệ đúng như cái quần què ấy. Rồi tạch nó kìa, nóng rồi đấy, nóng máy coi chừng là cháy mất buji. Thua luôn đấy, đúng ác rồi. Thua rồi anh em ơi. Bây giờ kiếm đâu ra mấy viên hoàn hảo nữa đây? Chẳng lẽ lại mở bóp kiếp hả? Đập 2 viên lên 9, rồi cắt ra về cho nó lên 11 đi nha mày. Bèo bèo nó đấm nhau tạm, mà cứu dòng kiếm này thì lại luôn đấy. Thua. Đấy, được 2 viên thần. Một viên may mắn chắc để đập cái kia lên quá. Có tí lệ bộ trao thì hết mất rồi. Bộ trao hết rồi nhưng lại đấy con đổi thêm ít đó đi. Để đổi thêm ít đi. Đây là còn chưa đập set đồ đấy. Set đồ chắc không chơi bằng cái này được anh em ơi. Set đồ mà đập 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 kiểu dạng thế này là đố nợ đấy. Làm từ từ mà cho nó lên 11 cái đó. Cho set đồ là hai cái vũ khí nó lên 11 trước nha anh em ơi. Xong rồi mình mới đụng đến cái set đồ chứ không nó may nó đậy nó tạch nữa, khổ nữa. Anh lúc lại không còn đấy để đập. Và lúc đầu thì đang mắc. Rồi. Giờ chỉ cần cho lên 11 thôi, tại bữa sau mình nâng cấp lên rồi. Cái này cấp 6 rồi. Rồi, tạch nữa. Ý bà nó nè. Không bùa đâu nè, không bùa thì lại lên, nhục chưa? Hai cái tại cả hai. Và lúc ngày hôm nay là ngày khốn nạn rồi. Ngày hôm nay không nổi rồi. Bèo đập hai cái, một cái linh 10, một cái linh 2 cũng được, đằng này xịt tựa lơ hồn dưa quái đái thật. Cộng hướng là cái con giờ ép này là đồ, nó là đồ cấp 5 mà rớt rất, rất rất ít. Bây giờ kiếm được cái phôi mà nó cộng hướng cũng chắc nó đi đích thì chán game được quá. Quả nó lúc cũng bồi tạch, lúc cũng bồi thì lại lên. Thôi thua. Bên này được đập tỷ lệ nó xít tỷ lệ. Chán lắm. Đầu game một cái này là chết người. Ai dám đập lên đâu. Lần này nó không được để đến lúc khác đập, nhưng mà nó mới mở ngày hôm nay xong ông nào cũng dồn đập ấy, nó xít cái tỷ lệ xít đến nó bảo đập ngọc hoàn hảo, anh em thấy nó xịt kinh là biết rồi. Hồi trưa ông xịt mất mấy phát, giờ xịt thêm mấy phát nữa. Nào. Mười. Mười một rồi, xong một cái này. Đấy. Sáu lên bảy mà tạch liên tục. Đấy. Khốn nạn nào.
đọc cân sáng tối cũng không được mà, dù tỷ lệ nó thấp quá. Tỷ lệ quá thấp rồi, qua này mà không lên nữa thì chịu rồi. Rồi lên thì còn dư giá, còn làm mấy viên ngọc hoàn hảo, nó lên tám, nó lên hai dòng luôn rồi, tướng xịt nữa lại luôn đấy. Rồi lên cặp cặp vút anh em ơi, thì lên được sát thương 5%, nhưng mà bây giờ đồ mình chưa có, nhưng mà giờ mình sẽ lên cái win 15 nha anh em ơi, để mình lấy kháng. Đây, win 51. Bây giờ mình sẽ đập cấp độ vào, mình không quay, nó quay thì giống cái viên quay nữa. Cấp độ mình đang có, mình sẽ đập. Hy vọng là nó không bị xịt, xịt là nó mất lúc, lại nó phải đập may mắn vào. Đây. Hy vọng lên 12. Giỏi vãi thật, đúng như chọc, ngay chọc. Phải đái thật. Lên, rồi. Nhồi. Nhồi. Rồi tạch, rồi tạch tiếp lên được 12 tạch. Rồi lại xịt lúc. Không ổn anh em ơi. Đập cái này chết. 12 còn 3 cấp nữa. Mà đập bằng cái kia thì BS xịt cũng chết. Lúc đầu hơi căng thẳng rồi. Rồi. Lúc, rồi tạch luôn rồi. Ai đái thật. 13 đi. Thua. À cài cót rồi anh em ơi. À cài cót rồi. À cài cót rồi. Mà biết nó lên được lúc không mà lại về mở biết ngay mà. Thì bà nó xịt còn kinh khủng hơn là xịt BS nữa. Lại luôn. Xịt còn kinh như gì bé anh em ơi. Thua. Búa tay chấm com luôn. Bạn ấy phát làm nốt không được thì ngưng nha. Không được thì chịu rồi. Đây này, lên này, lên này. Hoàn hảo này. Rồi, socket. Trời ơi, sốc két, sốc ba trà, nó sốc. Cấp độ. Sốc két kìa. Rồi. Thua. Bỏ luôn, vãi thật. Chịu, 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 chịu. Giá từ vũ khí đây anh em ơi. Cứu này chết người. Đấy, nó có lên được 13, không lên, nó nghỉ bà nó luôn đi. 14 lên được nghỉ bà luôn đi. Rồi lên được 15 đi, nó nghỉ. Rồi lên 15. May nó lại cũng lên được 15 anh em ơi. Chứ không là cũng đổ nợ. Rồi 15 cho mấy cái này nó lên đi. Mà cái này nó xịt nó lại. Yêu cầu tỷ lệ thành công thất bại mất 4 ô. Rồi. Không, nó bị đây nhưng mà may nó vẫn lên được anh em ơi. Nếu có nặng cái gặp vũ khí anh em thấy hỏi không? Thua luôn đấy. Thua. Đồ không dám động đấy luôn à. Rồi, video này mình xin kết thúc tại đây nha anh em ơi. Bye bye anh em nha. Đẹp quá.